tổng số răng giáo sư có là bao nhiêu ạ? 32 cái. Dạ thế chó thì có bao nhiêu cái răng? Anh hỏi kiểu gì đấy? Anh hỏi răng tôi xong anh hỏi răng chó. Thì đây là khoa học thì mà răng chó có bao nhiêu cái giáo sư không biết thì thôi. 42 cái. Dạ thế lợn thì có bao nhiêu cái răng ạ? 44 cái. Loài nào nhiều răng nhất? Ốc sên. Ốc sên ạ? Vâng. Không. Riêng cái này tôi phản đối. Thưa giáo sư, là theo nghiên cứu của tôi thì loài động vật có răng nhiều nhất đó chính là cá mập. Có đâu đó khoảng từ 2.000 đến 3.000 cái răng. Thế thì bình thường lắm. Dạ. Vẫn còn gọi ốc sên bằng cụ nhé. Dạ. Vì ốc sên ấy có khoảng từ 14.000 đến 25.000 cái răng. Mà cái răng đúng nghĩa ấy, tức là cứng và nhọn. Ồ thế à? Vâng. Con ốc sên ấy ạ? Con ốc sên. Dạ nhưng mà tôi chả thấy nó cắn cái gì bao giờ cả. Thì khổ quá, nó có cắn được anh đâu. Nó chỉ cắn những cái gì nó cắn được thôi. Nhưng đó chính là răng của ốc sên, 14.000 đến 25.000 cái răng. Vâng, nhưng tiếc cho nó một điều. Dạ. Nó nhiều răng thế mà nó không cười tươi được như tôi. Giáo sư cười tiếp đấy. Với cái cười như này tôi đoán là giáo sư phải có khoảng 42 cái răng đấy ạ.